Hello cả nhà. Mình đang có mặt tại bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị COVID-19 của tỉnh Quảng Bình. Đây chính là bệnh viện y học cổ truyền và được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến. Có lẽ mà điều mà mọi người bây giờ đang quan tâm nhất là không biết là các cái trường hợp F1 của đồng chí lái xe taxi sinh năm 61 ở ngõ 33 Hoàng Diệu đang như thế nào. Có lẽ là đây là điều mà bất cứ ai cũng quan tâm, nhưng mà mình thì cũng không hay có cái trò gọi là live stream lên để mà mặt đối với quý vị, nhưng mà chắc chắn là tin này sẽ làm mọi người cảm thấy, bước đầu sẽ cảm thấy rất là vui. Xin được thông báo với mọi người là theo trao đổi của mình với đồng chí Quốc Tiệp, giám đốc CDC Quảng Bình, thì bước đầu 51 mẫu F1 của đồng chí lái xe taxi ở địa bàn thành phố Đồng Hới thì tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1. Và chính vì vậy mà mọi người sẽ chớ vội hoang mang, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là kết quả xét nghiệm lần 2 thì và lần 3 là sẽ như thế nào. Tuy nhiên là đây là một tin cũng rất là vui, và hy vọng rằng những người F1 trong cái đợt dịch này tại khu vực Ba Đồn cũng sẽ có kết quả tương tự. Hy vọng nhé, chứ bây giờ chưa có kết quả. Chiều tối nay thì mới có kết quả cụ thể, tổng thể. Còn trong số F1 của bản Bãi Dinh thì có thể là có một trường hợp mà dương tính. Đó. Thì bản Bãi Dinh thì đã được phong tỏa toàn bộ rồi, vì thế mọi người cũng không cần quá lo lắng. Điều quan trọng nhất là thành phố Đồng Hới, nơi tập trung nhiều người dân, thì lo lắng nhất từ hôm qua đến giờ là nếu mà đồng chí taxi kia mà lây bệnh cho các vị hành khách của mình thì có lẽ là sẽ là một điều mà rất là đáng lo ngại. Tuy nhiên với kết quả như này thì mọi người hoàn toàn là có thể là tương đối là an tâm. Và hiện nay thì Chủ tịch tỉnh Quảng Bình đồng chí Trần Thắng thì đang tiến hành kiểm tra cái công tác chuẩn bị của bệnh viện dã chiến của tỉnh, để tỉnh Quảng Bình sẵn sàng có thể cho bất cứ tình huống nào. Và chiều nay thì ca F0 phát hiện vào ngày hôm qua sẽ được đưa về đây và điều trị tại bệnh viện dã chiến này. Rồi, xin được thông tin bước đầu. Hiện nay thì đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình thì đang tiến hành đi khảo sát cũng như là xem xét toàn bộ cái khâu chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến. Đây lần đầu tiên Quảng Bình kích hoạt bệnh viện dã chiến trong suốt hơn 1.5 năm qua. Thì bây giờ thì tỉnh Quảng Bình mới tiến hành kích hoạt, và các thông tin cụ thể cũng như là chính thống nhất thì sẽ được chúng tôi cập nhật trên các cái bản tin thời sự của VTV8 và VTV. Mọi người đón xem nhé. Chúc mọi người buổi chiều may mắn.